xin chào quý bà con cô bác và ngày hôm nay thì trời thời tiết đang mưa và đang là vụ xuân đòi là vụ bà con có thể trồng cây trồng rừng một cách hiệu quả nhất và như quý bà con cô bác mình đang xem đây là cây sim rừng đã cho ra hoa rất nhiều vụ rồi và quý bà con cô bác mình đang có nhu cầu trồng rừng trong các khu du lịch sinh thái thì hãy liên hệ ngay số điện thoại trong video này để bên mình tư vấn tốt nhất nếu quý bà con hãy cho một like một share một comment một đăng ký để theo dõi kênh để ủng hộ mình cũng như là quý bà con mình nếu có nhu cầu về chơi cây sim cảnh thì cũng liên hệ với bên mình số lượng ít số lượng nhiều đều liên hệ với bên mình ship cho bà con Và quý bà con ở cây này thì bắt đầu nó ra nụ rồi nhé nó rất là đẹp nên là hãy nhanh tay gọi điện vào số điện thoại trong video này để bên mình sẽ ship tận nơi cho quý bà con xin chân thành cảm ơn quý bà con và hãy đừng quên cho mình đăng ký kênh để ủng hộ xin chân thành cảm ơn